Xin chào tất cả các bác đang theo dõi video của kênh đồng hồ Kendo cũ. Và ngày hôm nay là phiên đồng hồ buổi sáng thứ bảy ngày 26 tháng 8 năm 2023. Kính chúc các bác sẽ có một ngày mới tốt lành. Trở lại trong phiên đồng hồ ngày hôm nay thì cửa hàng Kiên tiếp tục giao lưu và mang đến cho các bác bộ sưu tập với rất nhiều những chiếc đồng hồ cơ cổ chính hãng. Và các bác mình trong quá trình xem video yêu thích mẫu đồng hồ nào, chốt đơn cho em theo số điện thoại Zalo 0936050424, em đã ghi ở bên ngoài màn hình nhé. Và đối với các bác lần đầu biết đến cửa hàng Kiên thì đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh màu đỏ em đã để ở ngay phía dưới video này, cộng với biểu tượng quả chuông bên cạnh, để mỗi khi mà cửa hàng phát sóng các phiên đồng hồ mới thì các bác có thể nhận được thông báo và mình đón xem một cách sớm nhất nhé. Rồi, chiếc đồng hồ đầu tiên mang đến cho các bác ngày hôm nay, Rado Manhattan, một chiếc đồng hồ cơ cổ đến từ Thụy Sĩ này. Phiên bản Rado Manhattan mang phong cách cực kỳ là nam tính, thiết kế rất là vuông thành bén cạnh. Thân vỏ bên ngoài của chiếc Rado này sẽ là vỏ thép không gỉ nha các bác. Nốm màu neo zin nguyên bản này. Toàn bộ phần cọc số thiết kế dạng đối xứng và có một ô cờ lì cóc 3 giờ. Em này thì dây khóa zin nguyên bản của Rado nha. Đó. Mặt đáy có khắc biểu tượng Rado hai cá ngựa ở đây. Em này có chiều ngang size mặt 38 và chiều dọc là 40. Dày 13 ly nha các bác. Form rất là dày dặn luôn ạ. Đeo trên tay thì nó rất là đầm tay như thế này. Đó, bộ máy cơ tự động nha. Máy cơ tự động em này hàng như là hàng lót luôn nha. Rất là sáng và đẹp. Đó, có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. Rất là tiện cho các bác mình trong quá trình sử dụng. Đó, zin nguyên bản 100% từ phần dây khóa. Về bộ máy bên trong thì đây sẽ là bộ máy của chiếc Rado này các bác nha. Em này thì sẽ là một bộ máy 5 tầng nguyên bản của Rado Thụy Sĩ này. Toàn bộ phần máy sẽ là máy vàng nha. Đã được lau dầu cũng như là căn chỉnh ổn định rồi ạ. Rado Manhattan tự động Thụy Sĩ zin toàn bộ 100%. Bác nào yêu thích và muốn sưu tầm chiếc đồng hồ này chốt đơn cho em mã số 1 ngày hôm nay. Có giá là 3.080.000 nhé. 3.080.000 mã số 1 ạ. Chiếc số 2 này. Số 2 mang đến cho các bác một em Caravelle. Caravelle là một nhánh của thương hiệu đồng hồ Bulova nha các bác. Và sau những năm thập niên 80 thì thương hiệu này đã ngưng sản xuất và nhượng quyền lại cho Nhật. Và ngay trên tay em đây thì sẽ là một chiếc Caravelle của Nhật các bác nha. Đó, kim cọc vàng này. Mặt đáy thép có khắc tên thương hiệu ở đây. Đó. Nốm zin nguyên bản. Lớp vỏ vàng bên ngoài thì còn nguyên vẹn và một vài vị trí thì hơi lên màu bã trầu ạ. Size mặt em này chiều ngang 33 và chiều dọc là 39. Bộ máy cơ có tay nha. Em đeo lên trên tay cho các bác cùng ngắm này. Đây sẽ là phần mặt của chiếc Caravelle này. Một em đồng hồ của Nhật. Đó. Thân vỏ bọc vàng còn nguyên vẹn luôn. Nó zin nguyên bản. Mã số 2, chiếc này có giá là 1.350.000 nha. Giá rất là bình dân để cho các bác có thể sưu tầm và sở hữu này. Một chiếc đồng hồ của Nhật. Tiếp tục chiếc số 3, Citizen 7 Star. Đây là một chiếc Citizen for Mirror các bác nha. Đó. Màu mặt ghi toàn bộ cọc số trải tia và có một ô cờ lì cóc 3 giờ này. Thân vỏ bên ngoài là vỏ thép không gỉ. Ở phía dưới mặt đáy có khắc tên thương hiệu Citizen cùng với các thông số máy ở đây nha các bác. Đó. Dây khóa này thì đây sẽ là một chiếc dây linh kiện ạ. Chiều ngang size mặt 37 và chiều dọc là 40. Đó, bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì em này có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa nha. Bộ máy với 21 chân kính, tình trạng hoạt động tốt này. Citizen 7 Star tự động của Nhật. Zalo các bác với giá là 980.000 nha, chốt đơn em mã số 3. Qua mã số 4, một chiếc Rado Mackenzie đến từ Thụy Sĩ ạ. Đây sẽ là một chiếc Rado với form mặt vuông cận bầu. Rất là nam tính của đồng hồ Thụy Sĩ, phiên bản này được ra đời vào khoảng những năm thập niên 70 các bác nha. Là với hơn 50 năm tuổi đời rồi. Cọc số có cài đá đen, một ô lịch cóc 3 giờ này. Chiều ngang size mặt 37 và chiều dọc là
39. Nốm zin nguyên bản. Mặt đáy có khắc biểu tượng radô ba cá ngựa ở đây. Phần dây khóa thì sẽ là dây lụa. Dây lụa linh kiện nha. Em đeo lên tay này. Form cực kỳ là nam tính ạ. Đây sẽ là một chiếc đồng hồ sở hữu bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa nha. Máy cơ tự động và có hỗ trợ có tay. Và đây là bộ máy bên trong của em đồng hồ này. Đó, một bộ máy vàng tự động nguyên bản của Rado với 20 năm chân kính này. Rado Mackenzie mã số 4 có giá là 2.380.000. 2.380.000 chốt đơn em mã số 4 nha. Rồi số 5 Technos Skyline, một chiếc Technos mặt bát quái. Và phiên bản cực kỳ là đẹp đến từ thương hiệu Technos của Thụy Sĩ các bác nha. Em này phải gọi là hoa hậu luôn ạ, một trong những cái phiên bản rất là nổi tiếng của thương hiệu này bởi cái thiết kế vô cùng là ấn tượng. Đó, mặt tỏa tia. Toàn bộ cọc số có cài đá đen và một ô lệch góc 3 giờ. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép nha. Nốm zin này và phía dưới mặt đáy có khắc biểu tượng Technos. Đáy bắt quái ạ. Đó. Chiều ngang trên này size 35 và chiều dọc là 42. Bộ máy cơ tự động và ngoài ra em này có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. Dây khóa linh kiện nha các bác. Em lên tay này. Technos Skyline Thụy Sĩ. Đó, mặt sáng bóng luôn. Về bộ máy bên trong thì ngay sau đây em sẽ mở máy nhé. Và đây là bộ máy trong của em Technos này các bác ạ. Vành tóc gai. Một bộ máy Technos 5 tầng cơ tự động với 20 năm chân kính này. Máy cực kỳ sáng và đẹp luôn nha. Rồi chốt đơn em chiếc này mã số 5 với giá là 2.480.000. Tiếp tục qua mã số 6 và mang đến cho các bác một chiếc đồng hồ cửa cổ thương hiệu Pondros các bác nha. À, đây sẽ là một chiếc Pondros dáng trứng cổ điển. Đó, thân vỏ vàng này, số trải tia và có một ô click góc 3 giờ. Em này thì đặc biệt là mặt được tráng men bóng cho nên là rất là sáng ạ. Ở dưới đây có chuyện là được bọc vàng ao 20 nha. Đây, lớp vỏ vàng bên ngoài thì nó còn nguyên vẹn, hơi lên màu bã trầu. Đáy thép. Em đeo lên tay cho các bác này. Đó, Pondros nha. Bộ máy cơ có tay với 17 chân kính. Tình trạng máy hoạt động tốt. Thương hiệu đồng hồ Pondros là một trong những thương hiệu cực kỳ là nổi tiếng của Liên Xô. Và bác nào yêu thích chiếc này chốt đơn mà em mã số 6 với giá là 1.080.000. 1.080.000 ạ, mã số 6 cho em nhé. Tiếp tục qua chiếc số 7 lên cho các bác một em Technos Qster, các bác còn gọi là Technos GG này. À, phiên bản này thì được ra mắt vào đầu những năm thập niên 60. À, với thiết kế format vuông tivi rất là nổi bật, cực kỳ nam tính. Cọc số nổi và có một ô click góc 3 giờ. Và đây là một trong những cái phiên bản mà rất là nổi tiếng tại Nhật Bản thời điểm bấy giờ nha các bác. Màu mặt xanh đặc trưng. Em này thì toàn bộ phần thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép không gỉ. Nốm zin này. Dây khóa zin này. Và phía dưới mặt đáy có khắc tên cùng với biểu tượng Technos ở phía dưới mặt đáy này. Đó. Rất là sắc nét. Kèm theo đó thì người chủ cũ người ta có kỷ niệm chuyện lên đây một cái bộ dây bộ lịch. Đó. Bộ lịch của người ta cái này các bác nếu như mà không thích thì mình có thể tháo ra cũng được nha. Một cái bộ lịch kỷ niệm rất là hay. Em đeo lên trên tay cho các bác cùng ngắm này. Technos Qster. Chiều ngang size mặt 35 và chiều dọc là 39. Bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì em này có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa nha. Technos zin nguyên bản 100% từ phần dây khóa này. Phiên bản kỷ niệm rất là hay cho các bác. Mã số 7, giao lô với giá là 2.180.000 ạ. 2.180.000 cho em nha, mã số 7. Số 8 này, Technos Bodazone. Bodazone là một trong những cái phiên bản đồng hồ rất là nổi tiếng của thương hiệu Technos được ra mắt vào đầu những năm thập niên 60. Và
Theo trào lưu, vỏ gốm thì Techknock cũng là một trong những thương hiệu đầu tiên sử dụng chất liệu gốm để làm phần vỏ đồng hồ. Và ngay trên tay em đây thì các bác có thể thấy được là cái thiết kế vỏ gốm với cái màu mặt xám đặc trưng luôn nha, màu mặt ghi như thế này. Đó, vỏ gốm thì nó sẽ có một cái ưu điểm đó là nó chống xước tốt và nó có độ bền cực kỳ cao theo thời gian nha, cứng hơn cả thép luôn đó các bác. Đó. Toàn bộ cọc số có cài đá đen, kim cọc vàng, một ô cửa lịch góc 3 giờ nha. Thiết kế mặt 3D. Đó. Thiết kế mặt 3D rất là độc đáo. Nốm zin nguyên bản này. Phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy thép, ở đây thì có khắc tên cùng với biểu tượng của thương hiệu Technot ở đây. Thiết kế kiểu núm âm nha các bác. Em này size mặt là 37, không tính núm nha. Bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. Em đeo lên trên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Technot Bodazone. Mở máy nhé. Mời các bác cùng chiêm ngưỡng bộ máy bên trong của em đồng hồ này. Đây sẽ là một chiếc Technot tự động 20 năm chân kính, nó vành tóc gai, máy cực kỳ sáng và đẹp luôn ạ. Em này đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định rồi nha. Chốt đơn em chiếc số 8 ngày hôm nay với giá là 2 triệu 180 nghìn. 2 triệu 180 nghìn cho em nha, mã số 8. Đó, chiếc số 9 này, Shimano Navista. Một chiếc Shimano cổ của Thụy Sĩ. Đó, phiên bản Shimano được ra đời vào năm 1956 và đây là một trong những phiên bản được mệnh danh là những chiếc đồng hồ xa xỉ bậc nhất của đồng hồ Shimano thời điểm bấy giờ. Mang phong cách hơi hướng cổ điển, nó sang trọng và lịch lãm. Shimano đã chiếm trọn được niềm yêu thương của những người hâm mộ bởi những cái thiết kế trông cực kỳ là thanh lịch như thế này. Số chải tia có lệch góc 3 giờ nha. Đó, bốn chân càng lớn và màu mặt trắng tỏa tia rất là đẹp. Thân vỏ bên ngoài của chiếc Shimano này sẽ là vỏ thép không gỉ, thép vĩnh cửu. Đáy bất quá à, đáy đa giác, đó, đáy đa giác nha. Em này mặt rất là đẹp các bác ạ. Chiều ngang size mặt 34 và chiều dọc nếu như mà các bác tính cả chân càng thì sẽ là size 40 nha. Em đeo lên trên tay cho các bác cùng ngắm này. Sima Thụy Sĩ, thương hiệu cao cấp xa xỉ. Mã số 9 có giá là 2 triệu 480 nghìn. Chiếc này thì chạy bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì còn có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. Rồi tiếp tục chiếc số 10 nha, Edux Kingstar. Một chiếc Edux đến từ Thụy Sĩ và phiên bản này nó là một trong những phiên bản cao cấp của thương hiệu đồng hồ Edux. Màu mặt xanh, cọc số dạng khối và có một lịch góc 3 giờ nha. Nó thiết kế chém vát viền cạnh. Thân vỏ bên ngoài thì sẽ là vỏ thép như thế này. Mặt đáy có khắc biểu tượng thương hiệu ở đây. Chiếc này chiều ngang size 36 và chiều dọc là 41. Bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. Em đeo lên tay cho các bác này. Edux Kingstar. Đó, máy cơ tự động Thụy Sĩ. Form cực chất luôn ạ. Bác nào thích chiếc này chốt đơn em nha, mã số 10 cho một chiếc đồng hồ phiên bản cao cấp của thương hiệu Edux đến từ Thụy Sĩ với giá chỉ có 1 triệu 780 nghìn thôi. Mã số 10. Chốt đơn em mã số 10 nha, 1 triệu 780 nghìn. Mười một tiếp tục lên cho các bác một chiếc Slava, thương hiệu Slava, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Liên Xô. Đó. Em này thì sở hữu một cái màu mặt xanh ngọc bích rất là nổi bật như thế này, có một lịch nha, cái form sẽ là một cái form trứng và thiết kế mặt với những đường vân tỏa tia ở bên ngoài như thế này, một vài vị trí thì đã lên màu bã trầu, đó, đã lên màu bã trầu ở một vài vị trí nha. Được bọc vàng au 10 và có chuyện luôn ở đây. Phía dưới mặt đáy sẽ là đáy thép. Đó, chiếc Slava với chiều ngang size mặt 38 và chiều dọc là 40, 42. Đó, em đeo lên tay này. Form dày dặn nha. Bộ máy cơ tự động với 26 chân kính.
Và ngoài ra thì chiếc này có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. Thiết kế hai núm nằm tại vị trí góc 2 và 3 giờ. Thì đối với cái núm góc 2 giờ đây sẽ là một bộ lịch bơm ạ. Các bác sẽ ấn vào bên trong như thế này để chỉnh lịch nha. Rất là tiện. Rồi, Strava mã số 11. Máy cơ tự động đến từ Liên Xô, có hỗ trợ có tay. Các chức năng hoạt động tốt và máy đã được lau dầu cũng như là căn chỉnh rồi. Có giá 1 triệu 790 nghìn, mời các bác cùng chốt đơn ạ. Tiếp theo sẽ là một em Paqueta của đồng hồ Liên Xô nha. Một em Paqueta cổ, mặt vàng vân lụa, và thiết kế cổ điển. Đối với cái chiếc Paqueta này thì tuổi đời trên 6-70 năm rồi các bác ạ. Form rất là xưa nha, cọc số trải tia. Thân vỏ bên ngoài của chiếc đồng hồ này sẽ là vỏ vàng và mặt đáy thì là đáy thép như thế này. Em này có chiều ngang size mặt 34 không tính núm. Đó, bộ máy cơ có tay. Em đeo lên trên tay rồi. Đó, Paqueta. Mã số 12 có giá là 980.000. 980.000 mã 12. 13 một em Pondjot form mặt vuông cạnh bầu của đồng hồ Liên Xô. Một chiếc Pondjot mặt xám tro nha. Số trải tia và có một ô cờ lịch góc 3 giờ. Em này size mặt 36. Bộ máy cơ có tay 17 chân kính. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ bọc vàng au 5, có triện luôn ạ. Đáy thép này. Dây khóa lụa linh kiện nha, em đeo lên tay này. Pondros mã 13 có giá là 1 triệu 480 nghìn. 1 triệu 480 cho em mã số 13. Mã 14 này, một chiếc Pondros máy cơ có tay 17 chân kính của đồng hồ Liên Xô nha. Đây sẽ là một chiếc một trong những cái phiên bản Pondros đời đầu. Rất là xưa và cổ điển. Bọc vàng au 20 và lớp vỏ vàng bên ngoài của em này thì đang lên màu bạ trầu. Các bác nhìn này, toàn bộ đã lên màu bạ trầu tía cực kỳ đẹp nha. Màu mặt vàng, cọc số nổi và có một toàn bộ phần cọc số thiết kế theo phong cách cổ điển. Đáy thép. Chiều ngang size mặt 34 và chiều dọc là 40. Bộ máy cơ có tay với 17 chân kính ạ. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Pondjot mã 14 nha, chiếc này có giá là 1 triệu 180 nghìn. Mười năm tiếp tục lên cho các bác một chiếc Pondjot máy cơ tự động của đồng hồ Liên Xô. Ở đây sẽ là một chiếc Pondjot máy tự động 23 chân kính ạ. Form mặt tròn, cọc số la mã và có một ô cờ lịch góc 3 giờ ạ. Em này size mặt 37 không tính núm nha. Dây khóa lụa linh kiện. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Giày 13 ly. Đó, giày 13 ly. Thân vỏ vàng này. Phía dưới mặt đáy là đáy thép. Đó. Em này có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. Pondjot mã 15 Zalo các bác với giá 1 triệu 680 nhé. 1 triệu 680 nghìn. 16 sẽ là một chiếc Slava máy cơ có tay 26 chân kính. Đó, mặt đã lên dầu. Em này thì sẽ là một cái màu mặt vàng đồng nha, cọc số la mã và có lịch cắt 3 giờ này. Thân vỏ vàng. Đó, phía dưới mặt đáy là đáy thép. Size mặt của chiếc Slava này là 39. Size 39 các bác nha. Bộ máy cơ có tay. Đó, em đeo lên trên tay cho các bác cùng ngắm này. Slava 26 chân kính. Mã 16 có giá là 1 triệu 580 nghìn. 1 triệu 580 nghìn là mã số 16 nhé. Tiếp tục là 17 này. 17 một em Paqueta của đồng hồ Liên Xô. Ở đây sẽ là một chiếc Paqueta form mặt cổ điển. Số là mã. Đó, thân vỏ bên ngoài là vỏ vàng này.
dưới khóa lụa nha, và phía dưới mặt đáy là đáy thép. Size mặt 34 không tính núm. Đó, bộ máy cơ có tay. Đeo lên trên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Paqueta. Tám nghìn, mã 17. 18, một chiếc đồng hồ thương hiệu Gun. Thương hiệu Gun là một cái thương hiệu rất là xưa và cổ điển của Liên Xô, và thương hiệu này thì người đã ngưng sản xuất cách đây khá là lâu rồi các bác ạ. Thiết kế phong cách rất là độc lạ. Đó, có kim rốn nha. Màu mặt xanh và toàn bộ cọc số học trò. Em này thì thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ vàng ạ. Đáy thép này. Chiếc Gun với size mặt ngang 34 và chiều dọc là 3 42. Ngang 34 dọc 42, bộ máy cơ có tay, và đây là một chiếc đồng hồ của quân đội nha các bác. Một thương hiệu cổ của Liên Xô đã ngưng sản xuất. Dây khóa lụa linh kiện. Lớp vỏ vàng bên ngoài của chiếc này thì nó sẽ lên màu bã trầu nha các bác, không hề bị hao mòn đâu ạ. Chốt đơn em mã 18 nha, có giá là 1.080.000. 19 lên cho các bác một em đồng hồ thương hiệu cao cấp này, Dufonter. Dufonter là một trong bốn dòng đồng hồ chính của thương hiệu Lucien Picard, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ. Đó, đây sẽ là một chiếc Dufonter máy cơ có tay nha. Màu mặt trắng, toàn bộ cọc số vàng này. Thân vỏ bên ngoài thì đây sẽ là một lớp vỏ vàng hơi lên màu bã trầu như thế này. Đáy thép có khắc tên thương hiệu. Đó. Em này size mặt 34 không tính núm. Bộ máy cơ có tay. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm nha. Đây sẽ là phần mặt của chiếc Dufonter này. Mặt bên trên này thì sẽ là thiết kế kiểu phần niềng băm. Đó, niềng băm nha. Mã 19 có giá là 2.080.000 cho em ạ. Và mã số 20. 20 lên cho các bác một em Garouin. Đó, thương hiệu Garouin còn được mệnh danh là tiểu Rolex. Chiếc Garouin mang phong cách form rất là lớn các bác nhá. Em này form độc lạ luôn ạ. Màu mặt đỏ mận, cọc số trải tia và có lịch. Size 40. Chiều dọc size 43. Dày 14 ly nha các bác. Bộ máy cơ tự động và em này có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa này. Lớp thân vỏ bên ngoài thì nói chung là có xuất hiện vết hao mòn như thế này. Đáy thép. Đó. Dây khóa lụa linh kiện. Em đeo lên tay các bác cùng ngắm nhé. Garouin. Mã số 20. Giao lưu các bác với giá chỉ có 1.580.000 thôi ạ. Và chiếc đồng hồ này cũng đã kết thúc video của em ở đây rồi. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi phiên đồng hồ ngày hôm nay của kênh. Chúc các bác sẽ có một ngày mới tốt lành. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những phiên đồng hồ tiếp theo ạ.